Tối nay mình sẽ uống sữa ốc chó. Từ từ, mọi người đợi mình. Hồi nãy giờ thì mình đã nghe được lời hiệu của mẹ. Đã kêu mình tối nay uống sữa ốc chó. Từ từ mọi người, đã kêu mình làm gì nữa? Lời dị hầm của đá nữa mọi người. Đá kêu mình chơi ra dĩa. Đá kêu mình chơi ra dĩa rồi mình liếm mọi người. Mình đã trở thành một đá hủ chuyên nghiệp. Đâu em coi vào banh coi. Đá nguyên chắc không em? Nhìn đẹp chứ à. Đây không phải đá nguyên chắc anh. Không nghe đó thì hầm coi nó phải đá thiệt không? Anh nói với em là không phải, giỡn. Đá thì chơi. Xem đi thì tụi mình thực hiện được. Đá hổ các bạn. Đá hổ. Làm chứ em. Đang đạp anh. Ủa đạp kiếm gì em? Kiếm cảm giác vơi à. Đạp càng ngày nó sẽ càng vơi. Ha 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 ha.